bạn đã bận tỏp bị lô của thiên ban châu chụp chiều muối năng ở cửa xuống một tỷ càng tỷ càng nhé cơ ta lô của thiên ở tụ ban ở lọt là tập hợp bẹp nát rồi có đôi chưa đồng nó sải bẹp nát chúng phù hợp bọc lợp vị chưa sầm bọc muốn lô của thiên ba đã nhập châu mọc cún chôm sờ bài thì đi nát bàn để chụp nơi một tỷ càng nghe bàn chuyện nghiệp ở vô ba học thì bài nhà bọc nhóm ơi thì đại bọc nhóm thay đi thì muối cứ chọn đọc giải hưởng kẻ khai một lực nó không một phật hai hưởng tự tu mình tự tu trong trong pi cha na to tự tiết hay tam đại nhóm miên để nông sự tẻ róm nhóm mình ai nhà mình to cái càng nghe thì muối một lực toàn là bàn đấy pi bùa thì muối cứ nẹt trong ao nâng mình cờ rúp bên về lía đừng mong thực cả tí pi mình cờ rúp cô ca rồi bọc rồng hồn tí bay nẹt trong ao nâng vô cái ca đỏ tây xanh tiệt màu thư cá nơi rồng mau thư cá rồi bọc vị sư sụp mốm đòi xoay rồi prạ chồng nhanh to ruột hơi mà giang tiết chôm chưa chạy cho bà thà nét đầy miên bánh hà bục lực bọc chôm nâng còn mình tấm tài miên bọc nó chóng đọc xe bánh hà có đi vì miên chùm rư lăng chương nâng tiết bao chôm tầng kết khơi thà ca chi tê điên chôm tới tam rồi dạ Facebook chôm mình ai cho thuộc bạn khơi tại cho vái chế bộ cửa lực mà nút chá chế mà nút khám mây bắn ở lời nâng bộ cửa lực chế cho vái bọc luôn mà nút khám mây tại điên mà nút chá tác nhóm ai tựa tuột bán đi ọt tựa tuột bán đi ấy mà giang tiết sẽ cam và phiếp để vô sổ bót tự đạn nâng sẽ than tụ niên nìa chạy tôn tự nâng tấm nô rồi viên khi ông nâng bộ cửa lực ta dương son than ban thà bục lực tổng áo nâng trong đọc sẽ ai bánh hà thế hơi mùa hai đấy bàn liệt vô rương rãi tổng áo nâng tới đạn được không tụ nhiên nha nó kia miên sở đấy phiếp đã tới phần còn miên sở đó thà bởi nhẹ tổng áo nâng trong thực cả của chồng vinh trong sổ số vinh hai hướng ấy cô nó hốt ở đó đạn lý khách tẹ tôn từ tổng nua rồi viên bục lực nâng chôm nâng tới than tụ hai thì bấy ông tùng vơ mũi đầy khóc con không một phát cứ quạt từ nhung nhung nông chậm nao sạc cam mà chôn cái nắp bạn vô bài xong cô chiết ở châu ruộng màu lục lạ nơi một ví dụ thuộc môn ta đang xóm sọp ấy hãy đôi chân này sạc cam mà phiếp nhẹ tầng ở nâng và chạy ở khơi thà quạt ở miền ca xóa xóa nâng đọc sẽ anh bánh hà bỏ quạt ấy vì si chủng rơi chiêng nâng tiết hay đại trong đấng cư miền ạc thôn nơi bị cõi hay miền mà nu thông mũi tiết nơi bị cõi ạc thôn tiết vì phù mình thấm tại và co bàn hà nơi trong ví dụ một hôm ấy cư miền bẩm nón trong bật cả tóc tai ví dụ sau một hôm đẹp đó từ trong sông dừng riết cả bật sầm lấy ví dụ sau một hôm cư nẻ na đây ọt lứ cư chập vào đám vì cả nạp bạ xong cô chiết bữa bật sau một hôm cô kia ọt lứ xong cô chiết cô kia ọt lứ sầm lấy sầm cung sỉ vĩ cô kia ọt lư cả nã bạn vô bài hay cô kia ọt lư free asia nó vĩ vậy đấy hay đôi thế này tụng nư tụng vơ tụng on nó cứ thôn thôi chỉ tìm một phần hay ở vây đại khi ông trong đọc sẽ ai cứ vẽ khai bàn tay mua hai đây đại khi ông mình bao vẽ khai cứ miên đồng nó sai nó mua gì để ai đọc sẽ ai bàn hà nó bàn tỷ phú vì muốn tôi chỉ nhận được năng lộc lạ thưa ba phi ông giang đôi mình đánh cờ đào ấy đào mau thưa ca mình cờ rục pin về lia mình cờ rục cù ca bọc rồng hôn hoặc vô cái ca xem một thư nơi trong ví dụ thuộc một mum trong nơi tại ban kẻ khai ở đó đài ban tại buổi sân được trong một to ban kẻ khai ở đó đài hạ rương nước về nơi đó đài ở khi ông nơi tập bàn nhà đó đài ban tại ca mình ban kẻ khai ơi bục lực trong trong mặt dạng nâng còn tại kia nhà đom vẫn nâng ấy ai đối với ngày đi cứ trong sợ bài đi đi ấy ban từ chuột và thiên một tí càng nghe ban phải chạy thà
ขยมนึงปริเตรียมบางแต่ข่ายเอาต่อออกนี่ปันตายกาสกจัดตัวเนี่ยต่อออกนึงหมอเธอกาถูกชมวิงขยมนึกเคยทาโดยอัดเมียนสุดเคิร์มเองที่ผู้ขยมเมียนเสร็จกาปีอาชีพกรรมรอขยมสอบไงอาชีพกรรมบอกขยมมันแมนเราเปียกจมในนี่คือสมัยอัดอกเสียไอปัญหาสังคมปังเรื่องลัทธิผลเกี่ยวใจในสกขมายปังเรื่องสิทธิมนุษย์ในสกขมายดาวอบรมจีบรัฐกับไอ้พระองค์เปื้องหังสาไอ้โดยเช่นนั้นตรงเวื่อเนี่ยตรงอ่อนนึงมันเหม็นทำตายแก้ไขปัญหากับไปปกเอ้คือทุนทงโง่มีนในยุบายโจนนึงเฉินให้เนี่ยได้มีบ่มนอกก็มันจ้องเอามีนดำเนินการที่สู่สังคมก็คลางคลาได้นะខ្ញុំសូមជំរាបមុនដែលខ្ញុំគិតថានឹងមិនបើកប្រាក់ខែឲ្យមិត្តភ័ក្តិខ្ញុំច្រើនណាស់នឹងអ្នកនយោបាយបានណែនាំខ្ញុំថាខ្ទប់រឿងនឹងទៅអស់លុយប្រមាណក៏អស់ទៅពីព្រោះវាប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំបានកសាងតាំងពីរាប់ឆ្នាំមកមកម្លេះប៉ុន្តែខ្ញុំសូមជំរាបកិត្តិយសខ្ញុំមិនមែនបិទមាត់គេគឺទុកឲ្យគេទាត់ខ្ញុំស្រែកចិត្តដើម្បីរក្សាកិត្តិយសរបស់ខ្ញុំអានឹងខុសហើយកិត្តិយសខ្ញុំសំអាងទៅលើការតស៊ូការប្រឈមមុខអ្នកមិនគោរពច្បាប់មិនគោរពសិទ្ធិមនុស្សមិនគោរពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយខ្ញុំសុកចិត្តជាប់គុកដើម្បីការពារទាំងអស់នឹងហើយមិនមែនចង់បានគេឈ្មោះដោយបិទមាត់មិនហ៊ានតតាំងជាមួយអ្នកខូចទោះជាគេទាត់ខ្ញុំប្រមាណជើងក៏ដោយខ្ញុំមិនហ៊ានតដោយសារខ្លាចប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសរបស់ខ្ញុំខ្ញុំមិនមែនចឹងទេគឺកិត្តិយសរបស់ខ្ញុំហ៊ានប្រឈមមុខគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់អ្នកណាដែលហ៊ានរំលោភលើសិទ្ធិសេរីភាពផោភូតកុហកបោកប្រាស់ជាបរិបទជាពិសេសប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិរបស់ខ្ញុំដូចជាបុគ្គលិកទាំងអស់ខ្ញុំកំពុងធ្វើគឺខ្ញុំត្រូវតែលាតដណ្ដាងឲ្យបានច្បាស់លាស់សម្រាប់បងប្អូនខ្មែរនៅក្នុងស្រុកក៏ដូចនៅក្រៅស្រុកដែរហើយដូច្នេះកិត្តិយសខ្ញុំនៅត្រង់ហ្នឹងឯណាបាទខ្ញុំសូមអរគុណបាទសូមអរគុណលោកប្រធាន